Đất đấu giá tại Hà Nội mà có cái đơn giá là từ 17 đến 22 triệu một mét anh em ạ. Và từ sáng đến thời điểm hiện tại thì Hoàn đi khảo sát rất nhiều cái khu đấu giá. Nhưng mà hiện tại thì về đây là đang là cái khu đấu giá mà đang có đơn giá trên mét vuông là thấp nhất anh em nhá. Và hiện tại thì Hoàn đang ở đây là cái trường tiểu học Đại Hưng này. Và đây là cái khu vực là gọi là trung tâm của xã Đại Hưng anh em ạ. Khu vực này thì dân cư hiện hữu thì ở rất là đông rồi. Xã Đại Hưng này là thuộc huyện Mỹ Đức của thành phố Hà Nội anh em nhá. Đó, và đất đấu giá tại Hà Nội mà có đơn giá là từ 17 đến 22 triệu một mét. Cái đơn giá như thế này thì chắc là nhiều anh em là nghe cảm thấy hơi giật mình và có thể không tin đúng không ạ? Bởi vì sao? Cái câu chuyện mà cái thời gian vừa qua là chúng ta nghe rất nhiều ở trên truyền thông được chưa? Là gì? Là cái đơn giá ở những khu đấu giá như Thanh Oai chẳng hạn, thì cũng như những cái vùng nông thôn như thế này. Thực tế thì mình có đi qua khu vực đấy sáng nay và nó ở vị trí trung tâm hơn, kinh tế ở trên đó tốt hơn. Nhưng mà cái đơn giá ở trên đấy thì nó lại rơi vào cao nhất là 102 triệu đúng không ạ? Trung bình thì nó rơi vào tầm khoảng 60 đến 80. Còn cái câu chuyện ở đây, đây là một cái khu đấu giá này anh em này. Ở đây nó là trung tâm của một xã nhá. Và toàn bộ bao quanh ở đây đó, thì bốn xung quanh là toàn bộ là người dân ở. Và cái vị trí của cái khu đấu giá này nó là một cái, bản chất nó là một cái bãi đất kẹt anh em ạ. Nó là một cái khu đất kẹt của địa phương. Đấy, chính vì thế mà cái khu vực này đã được chuyển đổi sang đất đấu giá. Cái khu vực này Hoàn đang đứng đây. Đây, đi lé ra đây một chút. Khu vực là Hoàn đang đi ở đây là cái giai đoạn 1 thôi. Khu này thì mới được đấu chỉ cách đây 20 ngày thôi anh em nhá. Khu vực này là mới được đấu là cách đây 20 ngày thôi. Hiện bây giờ là còn chưa có thông báo nộp tiền. Đó thì mới biết là kết quả là trúng đấu. Nên là những cái hạ tầng ở đây thì nó đang còn làm dang dở. Và cái thời hạn trong vòng 3 tháng để ra sổ đỏ. Và trong cái thời gian đó thì tất cả những cái hạ tầng ở đây là sẽ đều được hoàn thiện. Cái đường mà Hoàn đang đi ở đây là cái đường 12m anh em ạ. Đường 12m là cái đường này. Đó, nó sẽ có cái trục ngoài kia. Cái trục giáp những cái khu dân ngoài kia thì là đường 15m. Những cái lô đất ở đây là sẽ có diện tích từ 90 đến 110m. Đó, diện tích từ 90 đến 110m anh em nhá. Và với cái tài chính là tầm trên dưới 2 tỷ thôi. Trên dưới 2 tỷ là anh em có thể mua được một cái lô đất tại Hà Nội rồi. Đó. Một cái lô đất tại Hà Nội thì nghe nhiều. Bây giờ là nếu như mà tại những cái huyện và những cái quận mà gần trung tâm, bây giờ nếu như mà chúng ta mà cầm tầm khoảng 3 đến 4 tỷ chúng ta mua nhà ở trong ngõ chúng ta không mua được rồi. Phải tầm trên 4 đến 5 tỷ thì chúng ta mới có thể mua được một cái nhà trong ngõ. Đó, nhưng mà hiện tại thì ra đây là đến cái khu vực vùng ven này. Tại huyện Mỹ Đức thì mọi người với cái tài chính nó khoảng từ 2 tỷ anh em nhá, thì chúng ta có thể là mua được một cái lô đất ở đây rồi. Đất ở đây là đất đấu giá của nhà nước. Đấy, nên nó sẽ có ưu điểm là gì ạ? Số 1 là pháp lý. Pháp lý của các cái dự án đấu giá thì đương nhiên nó luôn ngon rồi. Thứ hai là gì ạ? Thứ hai ở đây là chúng ta mua là mua đất nền anh em nhá. Chúng ta mua là mua đất nền rồi. Thứ ba là những cái cơ sở hạ tầng này sẽ được hoàn thiện và đồng bộ. Đấy, cái lòng đường Hoàn đang đi ở đây là chẳng qua là khu này là đất đấu giá mới, vừa mới đấu được 20 ngày. Đấy, nên là bây giờ là các đơn vị thi công chưa hoàn thiện. Nhưng mà trong vòng 3 tháng nữa thì tất cả là cây xanh, vỉa hè, lòng đường, điện nước là tất cả mọi thứ phải hoàn thiện. Tại sao phải hoàn thiện ạ? Phải hoàn thiện thì khi đó là bàn giao cho sổ đỏ cho người dân á. Bàn giao sổ đỏ cho người dân thì người dân mới về xây nhà và ở được. Đấy, và những cái khu đấu giá từ sáng đến bây giờ ấy, thì những cái khu ở Mỹ Đức này anh em này, thì Hoàn nhận thấy là như nào ạ? Nhận thấy là những cái khu đấu giá là dân về ở rất là nhanh. Bởi vì sao? Ở tại những huyện Mỹ Đức như thế này, cái khu đất đấu giá này anh em này, là bây giờ nó gọi là cái phân khúc này nó mới toanh. Đấy, nó mới được địa phương là xin được những cái quỹ đất này để đấu giá rồi. Những cái câu chuyện đấu giá nó chỉ cách đây tầm khoảng 3 tháng đến 6 tháng thôi. Và cái câu chuyện đấu giá mà Hoàn đang đứng ở đây nó chỉ có 20 ngày. Đấy, nên là nếu anh em nào mà chúng ta đang đi tìm một bất động sản tại Hà Nội, anh em nào mà chúng ta đang chỉ mua đất Hà Nội này, đó, thì anh em có thể là lựa chọn những cái bất động sản vùng ven như thế này anh em nhá. Đây là toàn bộ cái khu ở đây, giai đoạn 1 nó chỉ có 43 lô thôi. Đấy, và cách đây 20 ngày thì nó đã đều đấu hết rồi. Cái giá đấu trúng đấu ở đây thì là trúng đấu là từ 14 đến 19 triệu. Còn bây giờ là cái giá bán ra thì nó đang là từ 17 đến 22 triệu anh em nhá. Thì nếu như mà với cái nhận định của Hoàn thì với những cái khu đất đấu giá như này này,
Đấy, và tầm tài chính nó đang còn dưới 20 triệu thì nó anh em đầu tư nó cực kỳ an toàn. Và hơn nữa ở đây là chúng ta là đất Hà Nội, hơn nữa ở đây là đất của chúng ta là đất đấu giá của nhà nước đấy, chứ không phải là đất phân lô ở trong dân. Nên là nếu như anh em nào đang có tầm tài chính khoảng 2 tỷ, đúng không ạ? Trên dưới 2 tỷ mà anh em muốn mua đất tại Hà Nội thì Hoàn nghĩ đây là một cái sản phẩm rất đáng để mọi người có thể lưu tâm, anh em nghiên cứu. Đó. Ngoài cái video này thì Hoàn có livestream trực tiếp ở trên kênh của Hoàn á, trên kênh của Trần Quốc Hoàn. Nên là anh em nào mà muốn xem cái livestream trực tiếp của Hoàn nhá, biết ở đây như thế nào thì anh em hãy xem lại cái livestream. Đó, Hoàn quay lại cái video này bởi vì sao ạ? Quay lại hình ảnh nó đẹp hơn để anh em có thể là chúng ta xem rõ nét hơn. Ok chưa ạ? Thì đây là một cái buổi khảo sát là Hoàn đi những cái huyện vùng ven của Hà Nội. Và nếu anh em nào mà chúng ta có nhu cầu tìm đầu tư bất động sản mà cái tầm tài chính nó loanh quanh tầm từ khoảng 2 đến 4 tỷ mà cần Hoàn tư vấn thì mọi người hãy để lại cái thông tin nhé. Và đặc biệt là với những cái sản phẩm ở đây này, anh em cần hỗ trợ thì anh em cứ để lại thông tin. Đấy, thì Hoàn sẽ hỗ trợ cho cả nhà. Ok, rất là cảm ơn.